hết nguyên cái dãy trọ này luôn, bọc qua sát bên đây luôn á. À, review TikTok phải không? Em coi review bất động sản hoàn toàn nói tốt không à? Anh dám nói khuyết điểm không? À, ý là ông có trọ ở đây phải không? Đúng rồi. Rồi, bất động sản mình nói khuyết điểm là tôi cũng khoái, tôi sẽ nói với chủ nhà. Nhưng mà bất động sản có khuyết điểm đi, ông đi với tôi nè, là phải thuyết phục mọi người, chứ không phải chuyện là mình cứ cố tình mình đẻ ra làm giống như là video cộng đồng của mình là khách quan rồi đó. Nhưng mà cái này sẽ quay có khuyết điểm cho mấy ông coi luôn. Đằng nào thì người ta tới mua, người ta không sẽ phát hiện ra, hoặc là người ta sẽ nói hàng trong cái khuyết điểm này nọ kia. Bây giờ cái này cũng sẽ kiếm khuyết điểm ra nói luôn. Từ cái đường Nguyễn Duy Trinh rẽ vô cái đường số 4 nhựa này có mấy chục mét thì bên cạnh một cái biệt thự sân vườn rất là đẹp, là một cái dãy nhà trọ mặt tiền đường này, gồm có một cái hẻm hông nội bộ để đi vô 16 cái phòng trọ đang cho thuê, hai cái kiosk mặt tiền đường cũng đang cho thuê luôn, tức là nguyên một cái tổ hợp này, hai kiosk và 16 phòng trọ. Bây giờ mỗi cái kiosk này nè là nó được 4 mét mấy ngang sâu vô, vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Bước vô cái hẻm hông nội bộ này, sâu vô đây là một cái dãy phòng trọ 16 phòng. Cái đất này á là tiếp giáp mặt đường nhựa trước 8m2, cái cảnh sâu vô này nè luôn ra tới sau đích là 29 mét mấy hơn. Nở hậu bọc ra bên trái này hai cấp, cái hậu của nó là 24 mét. Mấy cái dãy phòng như vậy nè, phòng trọ ở đây á cho thuê kín mít đắt dữ lắm. Mấy người ở trọ đây người ta nói vừa có người trả phòng cái lập tức có người khác trám vô liền, không có hở ra được một ngày nào hết trơn. Mấy phòng này chỗ nào phòng nào cũng có người, người ta đăng ký ở, có nghĩa rằng là luôn luôn full phòng, luôn luôn đắt khách. Hai dãy hai bên này thì thu nhập rất là cao, nhưng mà gia chủ hiện nay đang cần bán lại. Thì ở trong phòng trọ này ha, vô tới đây đã nói là nở hậu hai cấp mà, bởi vậy cùng quẹo thêm cái eo này nữa, ra thêm cái dãy bên này nữa đó. Thì Nguyễn Duy đi review bất động sản tận nơi là như thế này, đưa cho anh chị những cái bất động sản đặc biệt rằng là khu vực quận 9 là chỗ này, bây giờ đổi lại thành là thuộc địa phận của thành phố Thủ Đức, là một cái đô thị đang lên thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nghe nói rằng là những cái bất động sản thì có này có nọ, nhưng mà những cái bất động sản đang sinh ra cái dòng tiền hiện hữu như thế này nè, đất thổ cư thì full 100%, có sẵn cơ sở để mà mình khai thác kinh doanh, nó tạo ra dòng tiền cho gia chủ. Ngày hôm nay cô Kiều chính chủ muốn để lại cái bất động sản này cho cái người nào vô trông coi được, khai thác được, sử dụng. Nguyễn Duy có hứa với anh chị và các bạn rằng ở phòng trọ nãy đó có thách Nguyễn Duy là nói cái khuyết điểm của bất động sản này là cái gì, thì có một cái khuyết điểm nó kỳ cục mà đi quay bất động sản lâu rồi mà chưa có thấy bao giờ, nhưng mà ngày hôm nay thấy nó ngộ nghĩnh lắm. Đó là cái sổ sơ đồ và cái phần chú giải kế bên nó không có khớp với nhau. Bây giờ Nguyễn Duy mở ra coi thì mình đo đạc ở ngoài thực tế với ở trong cái sổ này thì đương nhiên là sổ photo nha anh chị. Cái sơ đồ của cái miếng đất này nè là nó nở hậu hai cấp, đây là một cấp nè, đây là một cấp, đây mặt tiền tiếp giáp đường nó như vậy. Thì tổng diện tích của cái này mình nhân ra là 300 mấy mét vuông, gần 400, có khi 400 hơn nếu mình cộng mình sơn nhân ra đây. Nhưng mà bên cái phần chú giải này á là người ta để rằng là có 245 mét vuông được công nhận, mà thực địa bên ngoài á thì nó còn lớn hơn nữa. Có nghĩa là cái thực địa bên ngoài đất mình khai thác sử dụng đất ở full đô thị á thì nó khớp với cái sơ đồ, nhưng mà cái phần mà đo diện tích chú giải bên này thì nó không có đúng. Như vậy thì chủ nhà cũng hơi thắc mắc, Nguyễn Duy cũng hơi thắc mắc. Cho nên cái phần này nếu anh chị vô mua có thể để cho chủ nhà lên trên phòng tài nguyên môi trường hoặc là cơ quan chức năng đó để nhờ đo đạc làm rõ cái chỗ này. Nhưng mà trong kinh doanh bất động sản, muốn bán bất động sản mà cái phần sổ chú giải và sơ đồ nó không khớp với nhau, Nguyễn Duy đọc hoài dịch hoài có thể là mình không biết đi, nhưng mà nó ngộ kỳ đời, thành ra chưa có hiểu là như thế nào. Mình thấy nó kỳ, thành ra mình thấy đây là cái khuyết điểm đáng nói. Sau khi tìm hiểu xong xuôi, sẵn cái lợi thách của các bạn ở trọ ở đây nói khuyết điểm này cũng là đúng đó. Bây giờ đất công nhận trên sổ là có 245 mét vuông, mà thực địa bên ngoài xài gần tới 400. Như vậy thì cái phần sơ đồ kế bên thì nó cũng gần 400, nó mới kẹt là kẹt vậy thôi. Thì cái số nhà chỗ này nè là 4/1, đường số 4, tổ 11, khu phố Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9. Cái đường này là đường nhựa, xe lớn đi thông thương ra đường Nguyễn Duy Trinh ngoài đây á là có mấy chục mét thôi. Cô Kiều chính chủ muốn để lại cái bất động sản này là 19,5 tỷ. Thì anh chị nào mà cảm thấy nó hợp lý thì có thể liên lạc ngay chính chủ. Cô Kiều 0982181979. Nguyễn Duy đi review bất động sản tận nơi này là không có ăn tiền cọ phần trăm hoa hồng, đã được thù lao tiền công quay phim để đi nhiều nơi đưa lên nhiều cái bất động sản cho anh chị mình. Tận đường, sổ, sách có,
chính chủ, số điện thoại nêu đầy đủ rõ ràng chi tiết, anh chị mình cứ lái xe hơi động rét tới chỗ này, bước vô tham quan thấy đúng có như vậy thực địa thì liên lạc chính chủ chốt luôn, không có cần qua trung gian, khỏi cần gọi Nguyễn Di. Ai cần review bất động sản vậy mới gọi, bởi vì Nguyễn Di hàng ngày đi thêm nhiều miền xa, lên trên đa kênh mạng xã hội của mình, TikTok, Facebook, YouTube, đưa nhiều bất động sản cho người ở nhà của mình á coi cùng với người thân ha. Bất động sản chi tiết rõ ràng, có buy flycam đầy đủ, hợp đầu tư, hợp tài chính của mình, mình gọi chính chủ Nguyễn Di làm thông tin cho cộng đồng là niềm vui. Anh chị mình ủng hộ bằng cách bấm cái nút đăng ký, bấm thêm cái nút chuông bên cạnh là động lực rồi. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng tiền. Nguyễn Duy.